Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dịch Châu, quận Nam Dương, huyện Trường Minh, nơi trú quân của Đại Thống lĩnh Hoàng Cực Tông vô cùng nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại có một chiếc phi toa hạ xuống, chính là người chơi đến từ Đông Dương Chữ Châu tới đây để quay vòng tiếp nhận nhiệm vụ, xong lại lao tới Tam Châu chiêu hàng thế lực Thiết Kiếm Minh. Những người này thống nhất mặc trên người bộ da chó Huyền Âm Ti, lại ra vào nơi trú quân của Hoàng Cực Tông. Cho dù tình hình trong nước võ chu ai cũng hiểu, nhưng làm như thế này cũng khiến cho người khác có một loại cảm giác quái dị không nói ra lời. Quá kiêu ngạo rồi, ít nhất cũng phải diễn chút nha. Dù đổi bộ quần áo cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tác phong của Hoàng Cực Tông bị hại, Đại Quản sự Tam Châu cũng kín đáo phê bình với vấn đề này. Nhưng vừa nghe kẻ chủ mưu sau lưng là Lục Bắc, là tên hung ác đánh gục ba người đại trưởng lão, liền nhao nhao đổi ý, dâng thư tới trưởng lão viện của trách Đại Thống lĩnh Chu Tể Lan thông đúng. Là Đại Thống lĩnh thế mà lại thèm thuồng nam sắc, mặc kệ công vụ không hỏi, ham hư danh, hành vi không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng. Bên trưởng lão viện cũng rất dứt khoát, trực tiếp đánh văn thư tới, biểu thị thời kỳ đặc thù đối đãi đặc thù. Huyền Âm Ti chủ động lên trước, Hoàng Cực Tông cũng tiết kiệm rất nhiều nhân lực và vật tư, miễn đi rất nhiều hy sinh, còn chấp dẫn hỏa lực của Thiết Kiếm Minh, tội gì không đảm. Nói ngắn gọn một câu, miễn phí tại sao không dùng. Đám đại quản sự nhận được mệnh lệnh càng thêm im lặng. Miễn phí tất nhiên là tốt, thế nhưng một khi giao ra quyền lực muốn thu hồi lại liền rất khó khăn. Trưởng lão viện tụ tập tinh anh, am hiểu nhất là tranh đoạt lợi. Không thể nào không nhìn ra được mất trong này. Nói một nghìn một vạn, toàn không phải sợ nắm đấm của Chữ Châu Lục Bắc sao. Đúng dịp bọn họ cũng sợ, không muốn làm chim đầu đàn mới viết thư cho trưởng lão viện. Hiện giờ, lệnh giấy trắng mực đen truyền tới, có thể yên tâm thoải mái nghe theo an bài. Thường ngươi một mình đi trong ngõ tối, thường bộ dáng không cao quý của ngươi, đến khi đêm tối nức nở nghẹn ngào gào thét. Ngươi hát cái gì đây? Nghe cứ lạ lạ. Tạ hại ta sợ đến mức nổi hết cả da gà. Phi tòa đáp xuống, một đám người chơi đứng im tại chỗ, chờ đợi tu sĩ cầm đầu điều lệnh đến. Đặc tính của người chơi là cái gì cũng mơ tưởng, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Đồng dạng bọn họ cũng là loại người dễ thỏa mãn nhất. Cứ cho nhiệm vụ có kinh nghiệm, kêu bọn họ làm gì, bọn họ liền làm cái đó. Thế cục võ chu dung chuyển, 12 châu hỗn loạn khắp nơi, chính là thời kỳ bộc phát nhiệm vụ. Suy đoán bảo thủ cũng phải duy trì 2 tháng. Đối mặt với lượng lớn kinh nghiệm, các người chơi nhao nhao thu điểm thao tác lẳng lơ thường ngày, lo sợ tự hố chính mình để cho đồng đội nhặt được tiện nghi. Nhìn bên kia đi, bóng lưng kia chính là của Cao hiệu trưởng thì phải. Cười chết ta, xa như vậy có thể thấy rõ. Chân dài rộng, bước đi nhẹ nhàng, hai tay đong đưa hữu lực, cái trán đẹp như vậy, ngoại trừ hiệu trưởng của chúng ta còn có thể là ai. Không sai biệt lắm là được rồi, xa như vậy, hiệu trưởng lão nhân gia cũng không nghe thấy được nha. Vậy cũng không nhất định, người trong tu tiên giới chính là tai thính mắt tinh. Chỉ cần ta khen nhiều, rồi sẽ có một lần có thể truyền tới trong tai hiệu trưởng. Nói đến tai thính mắt tinh, một bằng hữu của ta thức trắng đêm đến cấp độ 40, cũng chính là Bão Đàn Kỳ. Các người đoán xem thế nào, mắt cận thị nhiều năm, trong vòng một đêm liền trị khỏi. Không thể nào, thức cả đêm điền mù. Bịch, ta là nói nghiêm túc, trò chơi này rất có tác dụng đối với việc trị liệu cận thị. Đã biết, linh kết nối ở đâu, ta đi tới mua 10 thùng. Đúng rồi, các ngươi xem qua diễn đàn chưa? Có một bài post vừa được đưa lên đỉnh. Bài post của Thủ La Diệp Thương sao? Đúng, có đại thần tạo ra súng ống đạn dược trong tu tiên giới. Đơn thuần dùng cách chế tạo thủ công, gã đăng bài viết này để xây dựng một đoàn đội chuyên nghiệp, chuẩn bị khai phát thời kỳ máy móc. Trong tay gã có bản vẽ, nếu thành công, không chỉ có thể sản xuất số lượng lớn súng ống đạn dược, vũ khí tự động hóa cũng không nói chơi. Liệu có khả năng nào các tu sĩ về sau không ngự kiếm nữa mà thành điều khiển máy bay? Vậy không bằng điều khiển xe tăng,
vừa bay vừa bắn, bằng bằng, chiêu. Đại doanh, Lục Bắc tìm được một tên thanh vệ Huyền Âm Ti, kêu tên kia lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ với tổng bộ kinh sư. Nói hắn vừa bắt sống một vị mật thám Hùng Sở, thân phận địa vị cực cao, muốn Chu Kính Lê tự mình đến nhận người. Một chén trà sau, ngàn dặm phù trong ngực Lục Bắc có động tĩnh. Hắn và Chu Kính Lê nói rõ chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền gặp mặt người kia trong một gian mật thất. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hợp tác vô cùng vui sướng. Lục Bắc chuyển giao Tâm Lệ Quân, đổi lấy vé cho phép xuất nhập bí cảnh hoàng thành, tổng cộng 2 lần. Ít nhất 2 quyển tông pháp phụ trợ hợp thể kỳ tới tay. Cân nhắc đến tư chất như hắn, sờ một chút là học được, nhà kho hoàng thất bí thành cơ bản coi như đã tận diệt. Chu Kính Lê hết sức kinh ngạc với việc Lục Bắc có thể bắt giữ Tâm Lệ Quân. Trên thực lực Lục Bắc có cái năng lực này. Lão kinh ngạc là Tâm Lệ Quân đã đi mà còn quay lại, xâm nhập nội địa võ chu. Tất nhiên là có bí mật không thể nói cho ai biết. Hiện giờ Dương Nhiệt Thanh Càn đang giương cờ tạo phản. Chu Kính Lê e sợ Hùng Sở không chết tà tâm, vội vã dẫn Tâm Lệ Quân rời đi. Trước khi rời đi, lão và Chu Tề Lan gặp mặt một lần, tán thưởng ánh mắt của nàng rất tốt, chọn cho mình một vị hôn phu rất giỏi. Còn dặn nàng nắm thật chặt, không nên bỏ qua cơ hội tốt. Nếu có thể, không cần phải xem có hôn kỳ hay không, mau chóng bắt con tin vào tay mới là chính đáng. Chu Tề Lan xúc động thật lâu, năm đó lúc nàng từ hôn, các trưởng bối trong tộc không phải cũng nói như thế này nha. Thời gian nhoáng một cái, liền đi đến giữa tháng 6. Bây giờ nơi trú quân của Đại Thống lĩnh Hoàng Cực Tông có rất nhiều thế lực sơn môn kiếm tu. Bọn họ được Lục Bắc đích thân tới cửa khuyên bảo. Trưởng môn các phái hoàn toàn tỉnh ngộ, hối hận vì tin vào lời gièm pha của Thanh Càn, suýt nữa đặt sơn môn vào tội lớn nghịch phản. Cái gì cũng không nói, tông chủ ở trên nhận một bái của mỗ. Ta cũng tương tự. Toàn bộ Tam Châu đều bị tiêu diệt vô cùng nhanh chóng. Ngoại trừ hơn 10 nhà cận kề cái chết không đáp ứng, toàn bộ bị cưỡng chế, thế lực Thiết Kiếm Minh cơ bản đã bị diệt trừ sạch sẽ. Còn mấy cái sơn môn kiếm tu chưa bị diệt trừ là phân tử chung với Thiên Kiếm Tông, cũng không phải chung với Khí Ly Kinh, mà là tử chung với trưởng lão Cửu Kiếm hiện giờ. Nhưng thực lực cũng nửa vời. Thủ hạ của Lục Bắc chính là 47 người kiếm tu, tùy tiện phái 3-5 người là san bằng những sơn môn này thành bình địa. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, mà lấy hình thức nhiệm vụ phó bản giao cho người chơi, hỗ trợ đám ăn rau hẹ thêm kinh nghiệm phát triển khỏe mạnh. Cũng thuận tiện đánh quảng cáo cho chính mình, tuyên dương hiệu trưởng cao thượng. Thời gian nửa tháng trôi qua, cảnh nội võ chu ngoại trừ là Tây Tam Châu, thế cục các châu còn lại cũng dần ổn định. Dù có thế lực kiếm tu dựa vào hiểm địa chống đỡ lại cũng bị Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti điên thủ áp chế mà từ từ suy thoái. Khác với Hoàng Cực Tông phá cửa mới giảng đạo lý, Huyền Âm Ti uyển chuyển hơn nhiều. Khi tới cửa chiêu hàng, liền treo lên danh hào Lục Bắc Tông chủ Thiên Kiếm Tông. Nói rõ hắn là truyền nhân chân chính của Khí Ly Kinh. Những trưởng lão trên Thiên Kiếm Phong chỉ là dư nghiệt của Thanh Càn lừa đời lấy tiếng, không lâu dài được. Sơn môn quỳ gối dưới bất thủ kiếm ý giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to, tạo áp lực tới Tây Tam Châu. Tại sao quá trình chiêu hàng tùy tiện như vậy? Thiên Kiếm Tông vì sao không trả thù phái đầu hàng? Quần chúng ăn dưa không hiểu nhiều lắm, suy đoán cao tầng song phương từng có lần gặp gỡ hảo hữu, khiến bên trong Thiên Kiếm Tông bị chia rẽ. Cứ như vậy nhìn qua, khả năng Lục Bắc Chữ Châu lĩnh hội bất thủ kiếm ý vô cùng đáng tin, chứ không phải mưu kế mà triều đình dùng để phân hóa Thiên Kiếm Tông. Ưu thế đại cục đảo về phía võ chu, còn khẩu hiệu bên Thiên Kiếm Tông đã thành trì không thay đổi, giơ cao đại kỳ phản kháng sự áp bức của Hoàng Cực Tông, co giúp thế lực ổn định tại Tam Tây Châu, triển khai đối chọi chính diện cùng Hoàng Cực Tông. Nói đúng ra, mục đích vừa bắt đầu của Thanh Càn chính là chiếm lĩnh Tây Tam Châu. Bên Đông Cảnh kéo Hùng Sở xuống nước thất bại không ảnh hưởng tới việc chiến lược chiếm đóng Tây Tam Châu của Thanh Càn. Bọn họ vô cùng rõ ràng, muốn lật đổ võ chu không phải là công sức nhất thời. Chỉ cần có thể thủ vững Tây Tam Châu mấy năm, đại kế khôi phục Thanh Càn liền thành một nửa.
Thế lực Thiết Kiếm Minh ở các châu bị tiêu diệt toàn bộ cũng nằm trong dự liệu của Thanh Càn. Đám thế lực này chính là vật liệu tiêu hao để ngăn chặn tay chân Hoàng Cực Tông, tranh thủ thêm nhiều thời gian cho bọn họ mà thôi. Tiếp theo sẽ chống đỡ Hoàng Cực Tông phản công. Cứ thế kéo dài, nếu không chống chịu được nữa liền mở ra cửa lớn phía Tây, thả Yến, Tề Yến đang dục dịch vào trận. Chữ Châu, nha môn Huyền Âm Ti. Lục Bắc nhận được nhiệm vụ riêng đến từ Huyền Vệ Vũ Đào, là một nhiệm vụ tự do 3-1. Bắc cảnh, các tiểu quốc quấy rối làm loạn, chuẩn bị nhân lúc thế cục võ chu hỗn loạn kiếm chút chỗ tốt. Hoàng Cực Tông cử một vị đại trưởng lão đến đó, thu hoạch tương đối khá, nâng đỡ rất nhiều thế lực chi nhánh chuyển hướng về phía Hoàng Cực Tông. Huyền Âm Ti ở cảnh ngoại lọt vào đả kích, cần vài tên tử vệ am hiểu dùng sức đến dạy cho đám tiểu quốc một khóa học làm người. Đông cảnh dạo gần đây Hùng Sỏ lại đang giống như thiêu thân. Nói trắng ra là một mực không chịu yên tĩnh liên quan đến việc tranh đấu giữa đại quốc. Biểu hiện bên ngoài thì ký một phần hiệp ước không xâm lấn lẫn nhau, nhưng sau lưng lại không ngừng xảy ra xung đột. Đây cũng là tình huống bình thường. Lúc này không thích hợp xảy ra phân tranh cùng Hùng Sở, cần tay chân cao cấp có thực lực khả quan tới tọa trấn, cho thấy rõ võ chu tuyệt không cắt nhường một tấc lãnh thổ. Tây cảnh, Tề Yến tới lui mật thiết cùng Thanh Càn, kháng cự tiếp đón sứ thần ngoại giao của võ chu. Võ chu đã không cách nào cam đoan khống chế đối với Tây Tam Châu và lại vô cùng có khả năng tuyên chiến với Tề Yến. Huyền Âm Ti cần rất nhiều đầu lĩnh chạy tới bên Tây Tam Châu nằm vùng, truyền ra tình báo trong cảnh nội để bên đó có thể khống chế thế cục đi về tốt nhất. Về phần ba nhiệm vụ trước mặt, Lục Bắc muốn nhận toàn bộ, nhất là nhiệm vụ đi sứ. Chất béo của nhiệm vụ này cực lớn. Có thư của Hồ Tam, gia hỏa này đang ở tiểu quốc Bắc cảnh vơ vét đặc biệt nhiều, đang làm vẻ vang danh nghĩa, ức nam hiếp nữ, muốn mời Lục Bắc đi cùng. Hai huynh đệ người ở Bắc cảnh kiêu ngạo lộng hành. Cùng nhau so sánh, nhiệm vụ bên Đông cảnh liền không có ý nghĩa gì rồi. Cả ngày nghe răng nhìn tu sĩ Hùng Sở đối diện, lại không thể chủ động xuất kích thu hoạch kinh nghiệm. Ngoại trừ sư tỷ Bạch Cẩm ra, vành đai Đông cảnh không có một chút hấp dẫn nào với Lục Bắc. Cuối cùng, hắn lựa chọn nhiệm vụ Tây cảnh. Tất cả những thứ đập vào mắt đều là chữ đỏ, muốn chơi thế nào liền chơi như thế, là nơi thích hợp nhất để một cây gậy chọc phân heo phát huy. Còn một điều nữa là, tư cách là bất hủ kiếm chủ đời hai, là truyền nhân trong lời đồn của Khí Ly Kinh. Hắn đến bây giờ còn chưa từng đặt chân đến Thiên Kiếm Phong một lần, quả thực là có điểm không thể nào nói nổi. Nếu như có thể, hắn chuẩn bị đi ngang qua từ từ nhìn xem Khí Ly Kinh có lưu lại pháp bảo gì không. Nhất là cái loại cơ duyên mà kiếm ý khác thúc thủ vô sách, chỉ có bất hủ kiếm ý mới có thể mở ra. Nói làm nên làm, Lục Mỗ một giây tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp theo liền liên hệ Vũ Đào, lấy được một phần danh sách nhiệm vụ. Lưu loát một đống chữ, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Cái gì đèn vào, cái gì lộ tuyến tiếp tế, cái gì sưu tập tình báo hậu cần. Màu mè, hắn là một người kiếm tu, bụng dạ ngay thẳng, nào am hiểu những thứ âm mưu này. Có 5.000 vạn kinh nghiệm, chút điểm kinh nghiệm này Lục Mỗ rất khó làm việc cho người khác. Lục Bắc hạ quyết tâm, không phải hắn tự tuyệt truyền lệnh mà kế hoạch không biến hóa nhanh bằng đẳng cấp. Bên phía Tây cảnh gió dục mây vần, chưa từng có đại quân tiếp cận, lẻn vào truyền tin tình báo không ý nghĩa, tiêu diệt tất cả mọi người có hiệu quả tốt hơn. Tây Tam Châu chỉ là Hiến Châu, Lộc Châu, Quan Châu. Lộc Châu và Quan Châu giáp giới cùng với Tề Yến. Cảnh nội có nhiều ngọn núi cao và hiểm trở. Hai địa phương tạo thành thế kèm chặt, tiến vào có thể xuyên thẳng lãnh thổ một nước Tề Yến. Lui có thể mượn địa thế thiên nhiên thủ chặt không lo. Nhiều năm qua một mực là cái đinh trong mắt Tề Yến. So sánh với Nhạc Châu và Hùng Sở, Lộc Châu và Quan Châu có sức hấp dẫn vô cùng to lớn với Tề Yến. Một khi thu được hai châu này, khu vực tiếp theo chính là một vùng bằng phẳng. Đến lúc đó, kinh sư Võ Chu sẽ thành tiểu cô nương run sợ trốn ở một góc, trực tiếp phơi bày ra trước mặt ác hán Tề Yến. Nội dung cốt truyện tiếp theo có thể tham khảo trên sách giáo khoa. Ba vào bày ra, ngày đêm không mệt. Cho nên tuy rằng Hoàng Cực Tông và Hoàng Thất Hận không thể lập tức san bằng Thiên Kiếm Phong, nhưng lại không dám bức Thiên Kiếm Tông quá. Vạn nhất dư nghiệt Thanh Càn cá chết lưới rách,
mở rộng cánh cửa thả Tề Yến đi vào. Như vậy thì tất cả mọi người đều không có quả ngọt để ăn. Bên phía Thanh Càn cũng vậy, bọn họ coi Tây Tam Châu địa đồ căn bản là để phục quốc. Đối mặt với Hoàng Cực Tông từng bước ép sát, một phương diện xưng huynh gọi đệ cùng Tề Yến, một phương diện lại đề phòng huynh đệ chọc một đao phía sau. Chiến lược của Tề Yến thì càng đơn giản, huynh đệ, ngươi chỉ cần để ý bên trên, có ta ở đây, võ chu sẽ không dám làm gì ngươi cả. Đừng sợ, chỉ cần ngươi dám chết, ta liền dám báo thù cho ngươi. Dung mạo của chị dâu thực là xinh đẹp. Đại quốc cạnh tranh, nói phức tạp đúng là phức tạp, nói đơn giản cũng hoàn toàn chính xác. Rất đơn giản, bỏ qua nội bộ chính trị phe phái của các quốc gia, hòa chung hai bên, kết quả sau cùng chỉ có một. Còn mẹ nó, ai là huynh đệ với ngươi? Trước mắt Tề Yến vẫn chỉ ở trong lãnh thổ của mình, đóng quân giữa Võ Dương Oai, không có người nào bước vào Võ Chu. Cuộc chiến chưa mở ra, nội loạn chỉ giới hạn bên trong Võ Chu. Trên tổng thể, ba phương đều rất kiềm chế. Quan Châu, từng dãy núi nguy nga hùng vĩ hóa thành bình chướng thiên nhiên, sông lớn chảy xiết trộn lẫn cả lôi âm. Hai tuyến phong tỏa giằng co, cách xa nhau tận 100 mét. Tuyến phong tỏa phía đông đến từ Hoàng Cực Tông, cấm hết thảy tu sĩ bước vào Tây Tam Châu. Nhất là thế lực Thiết Kiếm Minh chạy tán loạn, một khi phát hiện, giết ngay tại chỗ. Phong tuyến phía tây đến từ Thiên Kiếm Tông. Thanh Càn mấy lần trùng kích tin nóng hót thất bại. Biết rõ lấy danh nghĩa Thanh Càn phục quốc cũng không có người hưởng ứng. Cho nên tạo phản nhưng lại không nói tạo phản, chỉ có thể nói là quan bức dân phản. Còn nói Hoàng Cực Tông không phải con người, Hoàng Thất phóng túng cũng có một phần trách nhiệm. Mời những người muốn làm đại sự tới thống trị Tây Tam Châu, bầu chọn minh chủ, xây dựng lại Giang Sơn Võ Chu. Tuyến phong tỏa này vừa dùng để ngăn cản Hoàng Cực Tông, vừa dùng để tiếp nhận pháo hôi cùng vật liệu tiêu hao tự tìm đến. Theo tin tức trong cảnh nội Tây Tam Châu đã có trên 100 người xưng vương, tự lập đế giả, long ngư hỗn tạp, kiểu rười gì cũng có. Bành! Kim quang tung hoành ập đến, nhanh chóng lướt qua tuyến phong tỏa của Hoàng Cực Tông. Đại trận ngăn cách còn chưa kịp phản ứng, kim quang đã bay đến tuyến phong tỏa của Thiên Kiếm Tông. Người nào? Người đến rừng đại, hãy xưng tên ra! Hư không hiện ra gợn sóng rung động, giống như mặt nước khuếch tán, khí lưu nổ tung. Một đôi bàn tay vô hình hạ xuống xé nát pháp trận cấm chế, khói bụi tung bay đầy trời. Kim quang đi qua nội địa Quan Châu, bỏ lại tiếng khí lưu và tiếng phá hủy xa xa phía sau lưng. Đồng thời còn có đệ tử Thiết Kiếm Minh đóng giữ nơi đây bị ném lên trời. Đối diện quản sự Hoàng Cực Tông nhìn thấy có cơ hội lập tức vung vẩy cương đao trong tay, lĩnh xuất 10 mấy tên đệ tử nhảy vào phòng tuyến bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời. Lại nói về lục bắc bên này, kim quang bắn tới, xuyên thẳng qua cảnh nội Quan Châu, hết sức hài lòng với hành vi bí mật tiềm phục của mình. Bỗng phương xa xuất hiện một chùm ánh sáng màu xanh, đan xen hình thành một cái lưới lớn che khuất bầu trời bay tới. Nội tâm lục bắc hồi hộp một tiếng, một cỗ áp lực như khi đối mặt với Hồ Nhị và Tần Phóng Thiên hiện lên. Hắn vội vàng cúi người lao xuống dưới, thi triển liễm tức thuật, độn thổ một cái biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa tới Tây Tam Châu, bờ mông còn chưa kịp ngồi xuống đã có đại lão độ kiếp kỳ tới cửa. Là vì bộ mặt đại diện của tông chủ Thiên Kiếm Tông sao? Quả nhiên đủ lớn. Một lát sau, chùm ánh sáng đan xen rơi xuống đất. Sau khi điều tra không tìm được dấu vết, mục tiêu liền chậm rãi tản đi. Lục Bắc từ dưới mặt đất hiện lên, giơ tay lên sờ cằm. Hắn không phải tu sĩ độ kiếp kỳ chặn cửa, mà là pháp bảo hoặc pháp trận nào đó. Dùng để phát hiện cẩu tặc Hoàng Cực Tông xâm nhập cảnh nội Tây Tam Châu. Chăm chú nhìn lên không trung, kim quang trong mắt lập lòe. Trong mơ hồ, thấy mấy tầng lưới điện màu xanh phong tỏa màn trời. Dòng điện không trật tự xen kẽ lập lòe, quỹ tích vô cùng phức tạp. Tựa như bện một cái mạng lưới Internet giống mạng nhện cực lớn trên không trung của Quan Châu vậy. Thu trọn Quan Châu vào mắt. Một khi bộc phát trùng kích, người chủ trận hoặc người cầm pháp bảo sẽ lập tức phát hiện dị thường. Có chút phiền phức nhưng không khó giải quyết. Mọi người đều biết Lục Mẫu hắn khác hẳn với người khác, nổi danh nhanh, chỉ cần hắn tốc chiến tốc thắng, địch nhân liền không bắt được hắn. Kim quang buôn tẩu, Lục Bắc bay sát đất mà đi, một đường chạy thẳng về Tây,
thẳng đến vùng biên giới của Quan Châu. Người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, chuyến này hắn tới Tây Tam Châu chính là vì thu hoạch kinh nghiệm. Nhưng trước đó còn có một nhiệm vụ hạng nhất cần phải hoàn thành. Tây Tam Châu bị Thiên Kiếm Tông khống chế, tình huống sĩ tốt vùng biên giới như thế nào, là đi theo địch nhân hay bị bắt. Hoàng Thất cùng Hoàng Cực Tông đều rất quan tâm tới vấn đề này. Bởi vì Thiên Kiếm Tông phong tỏa tin tức, cho nên tình báo cực kỳ khó truyền đi. Mỗi khi phát ra một phong tình báo, liền đồng nghĩa với một tên mật thám phải tự sát. Và lại tính chân thật của tình báo lại không cách nào nghiệm chứng. Lục Bắc suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai bảo hắn nhanh chứ? Quận Tây Hà, huyện Hoàng Yên. Kim Quang đi một chút lại ngừng, thỉnh thoảng lại như con ruồi không đầu bay tán loạn, bỏ ra thời gian nửa ngày mới đến được nơi đây. Không cách nào ngự không phi hành, tốc độ độn địa lại quá chậm, tốn thời gian nửa ngày nhưng chỉ đi được hơn phân nửa Quan Châu. Lục Bắc cũng phải cảm thấy thổn thức không thôi. Từ khi huyết mạch thiên bằng tấn cấp kim sĩ đại bằng, hắn chưa từng bay chậm như vậy. Trong thị trấn, trăm họ sinh hoạt giống như ngày thường, ngoại trừ chiến tranh đến từ vật tư, trên thị trường có chút thiếu thốn, sinh hoạt không hề khác biệt so với ngày thường. Thậm chí, sinh ý của những nơi như Câu Lan còn tốt hơn. Thôn xóm ngoài thành có chút phiền phức, bởi vì thị trấn hành chính chính sách nghiêm khắc cấm đi lại vào ban đêm. Dẫn đến rất nhiều thôn dân ở gần thị trấn sinh hoạt không thuận tiện, xung quanh cũng dần xuất hiện nhiều cường đạo hơn. Lục Bắc trong tay cầm địa đồ đi ngang qua một cái thôn làng. Nơi đây cách thị trấn Hoàng Yên 80 dặm, không gần không xa, thôn dân tự cấp tự túc, ảnh hưởng không lớn. Thời gian tới gần hoàng hôn, có thể thấy được khói bếp chậm rãi bay lên, những con trâu nước lắc lư mình quay trở về thôn xóm. Hình như không có dị thường. Nhưng Lục Bắc lại ngửi thấy được một mùi vị ngọt từ trong không khí. Nói đúng ra ngửi được mùi của độc vật. Còn vị ngọt là do thức ăn đặc biệt xà uyên làm ra ảnh hưởng, khiến cho vị giác của hắn có chút hỗn loạn. Dưới tình huống liều thuốc không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cảm thấy độc dược cũng là một loại đồ gia vị. Đối với hắn mà nói thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với người dân bình thường sẽ không hào hứng như vậy. Lục Bắc đi vào trong thôn, dùng kỹ năng hình huyễn biến thành một khuôn mặt đại chúng không có gì lạ. Ngoại trừ cái lưng anh tuấn như cũ, phía trước mặt liền thuộc về loại người ném vào đám đông, sẽ lập tức bị biến mất. Trong thôn xóm, gà vịt đi dạo bốn phía kiếm ăn, trâu tự nhấm nuốt rễ cỏ trong miệng. Ngoại trừ lác đác mấy nhóm gia đình nồi lửa nấu cơm, đa số đều là cửa đóng chặt. Có cửa phòng nửa đậy nửa mở, trong phòng không có một điểm động tĩnh. Đi bộ vào trong thôn xóm, vị ngọt trong không khí càng dần càng nặng. Lục Bắc ngửi theo mùi vị hương đi tới một cây hòe lớn bên giếng nước. Đôi mắt hiện lên kim quang, thấy được sâu trong cái giếng âm u có một đoàn khói đen. Ma tu, bàng môn tả đạo. Tóm lại không phải tu sĩ đứng đắn gì. Bên cạnh giếng cạn, một ông lão đang móc tàn thuốc trong tẩu thuốc ra. Hai mắt mờ nhạt, bàn tay thô ráp vừa đen lại vừa cứng. Trên khuôn mặt tràn đầy buồn phiền. Lục Bắc theo bản năng liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu ông lão mơ hồ thấy một dấu chấm than. Bình thường mà nói, loại nhiệm vụ nhỏ này hắn khinh thường tiếp nhận. Nhưng hôm nay vừa vặn đi ngang qua cũng đã tới, nhận một cái cũng không sao. Lão nhân già, ai đang nói chuyện vậy? Ông lão mặt mày ủ rũ hoảng sợ, ánh mắt mơ đục nhìn Lục Bắc, ngạc nhiên không biết người này đi tới trước mặt mình từ lúc nào. Đi đường không hề có tiếng. Đây là hiệu quả của liễm tức thuật. Nếu như không phải Lục Bắc cố ý lộ ra, vậy hắn trong mắt người thường chính là một tổ không khí, có cũng được mà không có cũng không sao. Ông lão có biểu hiện thế này cũng chẳng có gì lạ. Lão nhân gia, bần đạo là đạo nhân ở trong huyện thành, phái tới hàng yêu trừ ma. Thôn chúng ta giống như có yêu quái tới đúng không? Đúng, là một con yêu quái, lông toàn thân màu đen, mặt xanh nanh vàng. Khoảng chừng 8 cái tài, đúng đây, điện cao như cái cây. Ông lão nghe xong đại hỉ, suy luận hỗn loạn, miêu tả bộ dáng yêu quái, khiến cho Lục Bắc nghe xong như lọt vào sương mù, trong đầu vẽ ra một cái hình ảnh cự ma đầy lông, 8 cái tay. Không câu thông được, Lục Bắc cũng không bắt buộc, vứt một viên giải độc đan vào trong giếng nước. Nhưng không hiệu quả, sau khi suy nghĩ, liền thả người nhảy vào giếng sâu. Lục quang lập lòe, nước giếng sôi trào trong khoảnh khắc bình tĩnh trở lại. Độc tố vây công Lục Bắc không thành,
đều bị nhét vào trong cơ thể Thanh Trừ. Dùng thân thể giải độc. Làm xong những thứ này, Lục Bắc bay ra khỏi giếng nước. Ông lão với đôi mắt mờ đục vẫn còn đang miêu tả bộ dáng yêu quái. Tới tới lui lui trong gió đêm, có một đôi cánh thật lớn, giống như con rời vậy. Được, không chỉ là cự ma tám tay, còn có một đôi cánh rơi. Lão nhân gia, dừng được rồi, bần đạo biết nó là yêu quái gì. Lục Bắc giơ tay lên cắt ngang, mặc dù Tây Tam Châu nhưng cũng không thể quá tây được. Tiếp tục nói nữa liền xuất hiện nội dung cốt truyện chính là Gobin tới bắt hoa khôi của thôn. Sau một hồi câu thông khó nhọc, Lục Bắc liền hỏi được hang ổ của yêu quái, đại khái là ở vùng núi hoang phía tây, cũng có thể là ở dãy phía tây bắc. Đường sông phía đông cũng không được loại bỏ. Câu hỏi cũng là yêu quái tung ra ôn dịch, bay tới bay lui, cát bay đá chạy thường xuyên đến trong thôn bắt người. Xin hỏi tiên trưởng, ngài hàng yêu trừ ma cần bao nhiêu bạc? Nói đến câu cuối cùng, ông lão lo sợ bất an hỏi thăm. Lão nhân gia, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Thiên kiếm tông chúng ta hàng yêu trừ ma không thu. Uệ, ngài đi đâu? Vừa mới báo danh hào thiên kiếm tông, ông lão liền quay người bỏ chạy, khiến cho Lục Bắc vô cùng im lặng. Theo suy nghĩ của hắn, tuy rằng thiên kiếm tông bị thanh càn khống chế, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử vẫn rất có tiết tháo. Không giống với ma tu luôn mồm, mạng do ta không do trời. Đạo tu chú thuận theo ý trời mà làm. Làm việc thiện tích đức là một bộ phận của việc tu hành hàng ngày. Thanh danh chắc chắn không kém đi nơi nào. Bây giờ, xem ra hẳn là hắn đã suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn Hoàng Cực Tông thường ngày làm việc không giống con người, hiếp nam bá nữ, chiếm đoạt tài nguyên tu hành bốn phía. Nhưng võ tu hết lần này tới lần khác không thể không có Hoàng Cực Tông. Lấy Tây Tam Châu ra làm ví dụ. Thiên Kiếm Tông giấy đen chiến hỏa đuổi đi Hoàng Cực Tông trước giờ không giống con người. Sau đó đẩy mạnh binh lực đến tiền tuyến. Không còn đệ tử Hoàng Cực Tông chạy khắp nơi làm nhiệm vụ. Thiên Kiếm Tông lại không có nhân thủ quản lý. Yêu ma quỷ tu che giấu nơi đây liền tùy thời hành động, nhao nhao ra ngoài kiếm ăn. Cục diện như này người chịu khổ chỉ có thể là người dân ở tầng dưới chót. Thanh danh Thiên Kiếm Tông có thể tốt liền gặp quỷ rồi. Hiện giờ có khi còn không bằng Hoàng Cực Tông ấy chứ. Càng nghĩ, Lục Bắc càng ngạc nhiên phát hiện trong một đám áo khoác bên ngoài da của hắn, ngoại trừ Vũ Hóa Môn không có danh vọng, thì cái có danh tốt nhất lại là Ngụy Quân Tử Lâm Bất Điển, lĩnh xuất Lăng Tiêu Kiếm Tâm. Bởi vì lão thường xuyên che giấu lương tâm để cho môn nhân đệ tử làm chuyện tốt bên ngoài. Còn mẹ nó, võ trù sao biến thành cái dạng này? Ông lão là một người phàm tục, trông chờ ông lão báo ra chỗ ẩn thân, thật giả với yêu quái là không thể nào. Lục Bắc cũng không bắt buộc, kim quang lóe lên, lướt ra khỏi thôn xóm, dạo quanh những địa phương gần thôn một lần. Tình huống cũng không sai biệt lắm, nước giếng trong thôn có độc, dạo gần đây có yêu quái bắt người, thanh niên trai tráng được phái đến thị trấn báo quan cũng vừa đi liền không trở về, không có tin tức. Cũng may mặc dù yêu quái cơ trí, nhưng thủ đoạn phản trinh sát không hề cao minh. Hang ổ khẳng định ở xung quanh, chiếm đất làm vương, coi thôn xóm và thôn dân xung quanh như gia súc nuôi dưỡng. Lục Bắc tính toán thêm chút, liền xác định ra vị trí đại khái. Núi hoang chùa cổ, một ngôi miếu tan phá ẩn giấu trong huyễn trận. Trong trận độc trùng đủ màu trải rộng, tiếng sột soạt bò qua lại làm cho da đầu người ta run lên. Độc trùng bài tiết ra chất nhầy bao bọc khắp bức tường đổ, hóa thành một địa phương thích hợp cho độc trùng sinh sôi phát triển. Đến lúc này, tất cả những người bị bắt tóc đều đã bị đục rỗng thành cái xào. Máu thịt không còn, chỉ còn lại một bộ túi da bọc xương khô. Bên trong ổ trùng, một đạo nhân mặt xanh ngồi xếp bằng, trong miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm màu đỏ. Áo bào chuyển động, thỉnh thoảng liền có mấy con độc trùng leo ra khỏi tay áo rộng thùng thình. Bỗng nhiên, một đạo hắc quang đánh vỡ ảo trận, phi đao lạnh lẽo định ở trước người đạo nhân mặt xanh. Hàn ý lan tràn, đóng băng độc trùng xung quanh, vô số viên bi như khói đen cuồn cuộn bay lên không trung. Đạo nhân mặt xanh mở mắt ra, nhìn lên băng đao trước mặt, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Gã thả người bay lên, triệu hồi độc trùng khuếch tán trong không trung, quát lên. Phí mang, tại sao lại quấy nhiễu ta tu hành?
Ngô lão tà, không phải ta quấy rầy ngươi tu hành, mà nhiều lần ngươi kháng lệnh bất tuân, khiến cho phía trên khó chịu, cho nên ta liền đặc biệt tới để mời ngươi trở về. Gió lạnh cuốn qua cửa, một thanh niên mặc bạch bào đứng thẳng trên không. Nhìn qua trùng sào chôn giấu dưới mặt đất vài dặm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Ngươi tạo ra động tĩnh lớn như vậy, dưỡng nhiều côn trùng như vậy, không sợ dưỡng mình chết luôn sao? Miễn cưỡng không chết, côn trùng thành tín hơn nhiều so với con người. Đạo nhân tên Ngô lão tà hư lạnh nói. Hơn nữa, Mặc Huyết lão ma dẫn ta tới võ chu vốn là để cho ta buông tay mà làm. Ta dựa theo lời dặn làm việc, có gì mà không ổn. Những lời này, ngươi tự mà đi nói với lão ta đi. Phi Mang cười lạnh, nhanh chóng cùng ta trở về, Mặc Huyết lão ma triệu tập mọi người. Có chuyện lớn cần thương lượng, chỉ thiếu ngươi thôi. Chuyện gì? Đến là biết. Ngô lão tà trầm tư một lát, phất tay theo đó gọi ra sương mù dày đặc. Che ổ phủ trùng làm cho người ta sờn hết cả gai ốc, cuốn theo một đoàn gió màu đen theo Phi Mang bay về phía tây. Lục Bắc mặt không cảm xúc chậm rãi hiện lên từ dưới mặt đất. Lấy kỹ năng phân thân, phân ra hai đạo hư ảnh sau lưng. Dọn dẹp sạch sẽ, không nên lưu lại dấu vết. Lục Bắc bước ra một bước, bỗng suy nghĩ một chút bổ sung thêm. Sau thời gian một chén trà hãy động thủ. Trên không trung, điện quang vô hình lao nhanh, lập tức bắt được thân ảnh Ngô lão tà và Phi Mang. Nhưng nếu như để ý tới điện quang thì giống như coi hai người này không tồn tại vậy. Lục Bắc thì không có đãi ngộ này, hóa thành kim quang chiếm đất cẩn thận theo đuôi, thêm liễm tức thuật vào trên người, không dám tiết lộ quá nhiều khí tức. Sau một chén trà cách vùng biên giới võ chu còn một đoạn, Ngô lão tà đứng gấp lại nhìn về phía trùng sào của mình, phun ra chất độc màu xanh, tê tâm liệt phế hô lên. Vợ con của ta! À! Bộ dáng vô cùng đau đớn, dường như vừa chịu cảnh diệt môn. Cả nhà lớn nhỏ đều chết vậy. Sợ tới mức Phi Mang phải nhanh chóng chạy lỗ tai. Người điên rồi hả? Gào thét lớn như vậy làm gì? Ngô lão tà hai mắt đỏ thẫm, xoang mũi phun ra khói độc nhìn hăm hăm Phi Mang tựa như cừu nhân giết cả nhà mình vậy. Là ngươi, ngươi dẫn ta tới đây, sau đó hạ lệnh diệt cả dạng cả nhà ta, có đúng không? Ngươi nói cái quái gì? Phi Mang vẻ mặt buồn bực hoàn toàn không biết Ngô lão tà đang nói gì, nhưng thấy người kia vung vẩy tay áo cuốn theo khói độc đáng sợ màu đen, một bộ chuẩn bị điều mạng, lập tức cầm binh khí trên tay, không chút do dự triển khai phản kích. Băng phong quét qua, bóng cây xanh mát khắp nơi được khỏa thêm một tầng ngân quang màu trắng hiện lên. Đại lượng độc trùng như mưa đá rơi xuống, ngã đùng trên mặt đất thành một bãi chất lỏng xanh biếc. Băng tuyết cùng độc trùng giao hội trên không trung. Phi Mang có thuộc tính kiềm chế nên chiếm giữ thượng phong. Không biết Ngô lão tà phát điên cái gì, nhưng mỉa mai trong miệng một khắc cũng chưa từng hạ xuống. Ngô lão tà tức giận gào thét. Khóe miệng xé rách, từ bên trong miệng bắn ra từng lưỡi đao sắc bén màu đỏ như hỏa long vũ động, thiêu cháy không khí xung quanh, khiến bão tuyết đầy trời bốc thành hơi sương mù mông lung. Trong trùng sào có hơn ngàn vạn độc trùng, hơn 10 đầu mẫu trùng, mỗi một con đều có liên hệ máu mủ với gã. Nhưng trong một khắc vừa nãy toàn bộ đều mất liên lạc, hiển nhiên gã đã gặp phải thảm họa diệt môn. Sớm không tới, trễ không tới. Hết lần này tới lần khác lại ngay sau khi Phi Mang gọi gã đi. Nếu nói việc này không chút liên quan với Phi Mang, Ngô lão tà không tin. Hai bên vốn đã không phải một bên minh hữu cái gì, cho nên lập tức tuyên cáo tàn vỡ. Vừa vặn Phi Mang cũng có phần chán ghét đối với Ngô lão tà. Thấy người sau cố tình gây sự, cũng trực tiếp hạ sát thủ. Loại cơ hội tốt này, gã tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc gã làm sao, cứ đánh trước lại nói. Lục Bắc, hắn đánh giá cao hai con cá hỗn tạp này rồi, tốc độ phi hành quá chậm, một chén trà lâu như vậy còn không bay đến địa điểm. Đã chủ quan, quên mất không phải ai cũng nhanh như hắn. Được một cái là kế hoạch khích bác đi gián đã thành công. Hắn chưa có thiết lập bố cục, hai con cá hỗn tạp này đã bắt đầu tranh đấu nội bộ. Côn trùng như biển sông tới băng sơn, theo cát đen đầy trời, cũng như hạt băng vẩy ra, sóng âm cuồn cuộn hạ xuống. Ngô lão tà chân đập biển lửa, giằng co với Phi Mang gió lạnh cuốn theo quanh thân.
hai người tung ra hết thủ đoạn, ai cũng không thể làm gì đối phương. Giờ phút này Phi mang tỉnh táo lại, gã chắc chắn Ngô Lão Tà đích xác điên rồi. Toàn tâm chiến đấu, gã cũng không có ý định liều mạng, phân ra một đạo phân thân đóng băng giả liền muốn rời khỏi. Ngô Lão Tà bám sát không buông, hai tay chấn động, trong miệng bắn ra hỏa châu màu đỏ, xuất ra thủ đoạn liều mạng phân cao thấp với Phi mang. Thấy vậy Phi mang hô to không thể trêu vào, liên tiếp bỏ ra mấy đạo phân thân bằng băng, tăng tốc độ phi hành bay về Tây. Long chảo trào lên, trong gió vang lên tiếng gào thét, lăng không tạo ra cuồn cuộn sóng nhiệt, gắt gao cắn chặt Phi mang không buông. Đúng lúc này một tấm màn đen từ trên trời hạ xuống. Hỏa long va chạm với tấm màn đen tạo ra vết lõm cực lớn. Mặc dù đủ mạnh mẽ, sóng nhiệt cũng cực mạnh, nhưng lại thủy chung không đụng qua được tấm màn đen lớn như tấm vải rách. Sau đó không công mà lui, hóa thành hỏa châu màu đỏ nóng nảy vờn quanh bên người Ngô Lão Tà. Nhìn qua tấm màn che trời, vẻ mặt Ngô Lão Tà nghẹn khuất nhưng lại không thể nói gì. Gió thổi bay phất phới. Tấm màn đen thu lại, một người khác áo đen trên vai đứng không trung, ánh mắt nhìn xuống hai người tràn đầy vẻ giận dữ. Phí mạng Ngô Công, hai người các ngươi đang làm gì đây? Dám vi phạm lệnh của Mặc Huyết lão đại sao? Ở trong cảnh nội võ chu còn muốn từ đấu, ngại sống chưa đủ đúng không? Trường Liêm, ngươi cũng tham dự vào việc này, đúng không? Ngô Lão Tà giống như đã xác nhận rằng Phi Mang đã giết cả nhà của mình. Thấy người mặc hắc bào ra tay ngăn mình báo thù, hận ý càng đậm, cũng nhét cả người mặc hắc bào vào trong này luôn. Điên điên khùng khùng, nói mấy lời ngu ngốc gì đó. Thấy hai mắt Ngô Lão Tà đỏ thẫm, bộ dáng sẵn sàng liều mạng, Trường Liêm nhíu mày nhìn qua Phi Mang. Xảy ra chuyện gì? Người thành thực khai báo. Đã làm gì mà chọc cho lão thành như vậy? Oan uổng chết ta, đang yên đang đẹp. Lão con dẹp này đột nhiên nói ta giết cả nhà lão. Phi mang kẻ khổ. Trưởng Liêm đại ca, người biết ta đấy. Nếu ta muốn giết cả nhà lão, đã sớm động thủ. Tội gì chờ đến bây giờ? Cũng đúng. Phi mang nói có lý có cứ. Trưởng Liêm không cách nào phản bác. Nghĩ đến nhiệm vụ trên người, lại nhìn Ngô Lão Tà. Ngô Công, ta cùng ngươi quen biết nhiều năm. Tình huống nhà ngươi như thế nào ta hiểu rõ. Cái cũ không đi, cái mới không tới. Cả nhà ngươi mà thôi, chết thì chết. Không cần thiết bởi vì chút sự tình này đã thương nghĩa khí huynh đệ. Ngô Lão Tà nghe vậy liền nổi giận. Hai túi da đen trên tay nổ tung, bắn hai cái ô quang hắc mang, giống như phát điên, giết tới Trường Điềm. Ngươi xem, lão điên thật rồi. Phi mang xòe hai tay, lão dẹp chính là con dẹp. Tu thành hình người cũng không có đầu óc. Nói chuyện thật không thể trách ta. Ngươi cũng bớt tranh cãi đi. Trường Liêm hư lạnh một tiếng, xòe tay, đẩy trường ấn về trước. Chấn Ngô Lão Tà đình trệ trên không trung, miệng mũi tai mắt phun tung tóe chất lỏng màu xanh. Không đợi người sau tiếp tục điều mạng, gã cuốn động áo đen quanh thân, tấm màn màu đen lần nữa hiện ra, phô thiên cái địa nghiền ép qua. Phía dưới bóng tối, một con thiên túc ngô công dài trăm thước bò mây mà đi, phun ra viên châu màu đỏ tạo thành sóng lửa, ý đồ thoát khỏi tấm màn đen lần nữa có được tự do. Thế nhưng cảnh giới hai người cách quá lớn, Ngô Lão Tà hiện ra yêu thân cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn phải chịu trấn áp, bị miếng vải đen quấn thành một đoàn. Trường Liêm thò tay khẽ vẫy, nâng áo đen lên, thả người bay về phía Tây. Nhanh đi theo ta, mọi người đều đã tới đủ, chớ để cho Mặc Huyết lão tiên đợi lâu. Đại ca chờ chút! Thân ảnh hai người phi hành tốc độ cao, xuyên thẳng qua lưới điện trên trời, không hề đưa tới chút thu hút nào. Hai người cũng chưa từng phát hiện một đạo kim quang dưới đất mang theo bọn họ cẩn thận đi sát phía sau. Hổ Môn Sơn là trọng địa biên giới phía Tây Võ Chu, thế núi hùng vĩ, chủ phong giống như mãnh hổ hạ sơn, có khí thế thôn sơn nhà Hà vô cùng bá đạo, lại có vô số núi cao và hiểm trở, dễ thủ khó công, cho nên được gọi là Hổ Môn. Sâu trong cánh rừng u ám, trong núi có nhiều khí độc, không có chỗ nào người thường có thể đặt chân. Bên trong địa phương hiểm ác này, một tòa đạo quán bình thường không có gì lạ mọc trên đỉnh núi. Quần ma tụ họp, yêu quái kéo đến, thiên địa dị tượng không ngừng. Trước một giây thì một đám yêu khí bay lên, sau một giây lại có ma khí đằng đẵng. Trong ngoài đạo quán tuyệt đối không có một người đứng đắn. Nhưng cũng không tuyệt đối,
mấy nữ tu quần áo mắt lạnh hóa trang xinh đẹp đủ vẻ quyến rũ. Đặt bên trong những thứ không đứng đắn này vẫn cứ là xinh đẹp tuyệt luân. Trường Liêm phi thân hạ xuống đất, phi mang theo sát phía sau không dám thở gấp một chút. Tấm áo đen run lên, Ngô lão tà biến thành hình người cuộn mình trên đất. Sau khi bò dậy lại muốn liều mạng cùng phi mang. Cản rỡ! Trường Liêm hừ lạnh một tiếng, lập tức có ma âm rót vào tai, giống như kim đâm vào trong đầu Ngô lão tà vậy. Ngô lão tà ôm đầu lăn ra đất, một lát sau mới nhìn rõ mình đang ở chỗ nào. Ngay phía trước một đạo nhân mặt trắng đang cầm hương bái trời, ngũ quan nghiêm nghị, thần thái cung kính. Thấy rõ thân ảnh này, Ngô lão tà không dám ồn ào, chủ động bỏ xuống đại thủ diệt môn, ngoan mãn tới sau lưng Trường Liêm. Đại ca nói đúng, cái cũ không đi, cái mới không tới. Cả nhà mấy ngàn vạn cửa khẩu mà thôi, lão phát chút lực năm sau lại có một đám. Nhất là những thiếu phụ luống tuổi có chồng kia, cũng là lúc nên đổi một nhóm khác rồi. Chúng ta là người trong tu hành, chú ý một chút việc đó là thuận theo thiên mệnh. Giống như bọn tọa mặc dù là ma tu nghịch thiên mà đi, nhưng... Đạo nhân mặt trắng quay đầu nhìn một đám chứng khí mù mịt. Nghịch thiên tại sao lại không phải thuận theo ý trời chứ? Lão thiên gia không cho cơ hội bổn tọa làm sao nghịch thiên mà đi. Các ngươi nói sao? Cái gì mà thuận theo thiên mệnh? Cái gì mà nghịch thiên nhưng vẫn thuận theo ý trời? Toàn những thứ linh tinh. Nhưng những người nơi này không ai dám nói không. Người lớn nhất nhưng có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Mặc huyết đao ma có ý gì? Trong lòng đám yêu quái đều rõ ràng. Chớ nhìn lão giết người phóng hỏa, tội ác gây nhiều năm. Động một chút là diệt cả nhà người ta, nhưng thực ra lão là một tu sĩ có tâm địa thiện lương. Nói những cái này cùng với chúng ta có tác dụng chó gì? Ngươi đi hỏi thăm đám danh môn chính phái xem bọn họ có tin không. Đám yêu ma quỷ quái oán thầm, tất cả đều khinh thường lý do thoái thác của Mặc Huyết lão ma. Ma chính là ma, ác chính là ác, không có cái gì không dám thừa nhận cả. Bọn họ đều rất tự hào. Nhưng những lời này nói ở trong lòng là được rồi. Nơi này tu vi Mặc Huyết lão ma cao nhất, lại nổi danh lòng dạ độc ác, dám làm mất mặt mũi của lão. Không thể nghi ngờ sẽ thành chó đói ở dưới nhà sĩ, ăn no nê một, đơn giản là muốn chết. Lão tên nói đúng, vạn vật có âm dương, nhân gian có đen trắng, đen có đạo lý của đen. Nếu như chúng ta không đóng vai phản diện, đám tiểu nhân dối trá kia kiếm đâu ra cơ hội đóng vai chính nghĩa. Đúng vậy, nếu như chúng ta không chém đầu người khác, bọn chúng kiếm đâu ra danh vọng, đã sớm đấu tranh nội bộ chết sạch rồi. Đúng thế, đáng lẽ bọn chúng còn phải cảm ơn chúng ta đây. Đám yêu ma trong quán ngoài quán cất tiếng cười to, trong lúc nhất thời âm ỉ thành một đoàn, chướng khí mù mịt. Mặc Huyết lão ma mỉm cười gật đầu, rất thỏa mãn với màn phụ họa của mọi người. Lúc lão còn trẻ vẫn tràn nhập hào khí, há miệng nghịch thiên, ngậm miệng nghịch thiên. Hiện giờ không được, tu vi đạt tới hợp thể kỳ đại viên mãn, tiến thêm một bước chính là độ kiếp. Lão có thể cảm giác bên trong tối tăm có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt cực lớn đang chú ý vào lão. Cỗ sức mạnh này có mặt ở khắp nơi, lại không có dấu vết có thể tìm ra. Nếu lão chỉ dùng ngón tay chỉ, lão liền chỉ thẳng lên trời. Mặc Huyết lão ma nhận thấy trong lòng, biết mình sắp đột phá bình cảnh. Ngay bước vào độ kiếp kỳ, lôi kiếp cũng sẽ tùy theo mà đến. Thế nên trong lòng lão có chút hoảng sợ. Nghe nói lôi kiếp rất coi trọng những ma tu thành danh như lão. Động chút liền tăng uy được cấp bội. Mà theo như bản thân lão tự cảm ứng, cái thông tin này 89 phần 10 là thật. Mặc Huyết lão ma nghĩ lại nhân sinh một đời, cả đời âm âm dậy sóng phát hiện. Là ma đầu cả đời, người không thể trông chờ vào lão hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nên Mặc Huyết lão ma vừa hồi tưởng, lại vừa âm thầm ủy khuất. Lão thực sự rất oan uổng. Thí sư đoạt bảo tàn sát đồng môn đều là tiểu ác. Lão lầm đường lạc lối bái nhập sai sơn môn. Không giết đồng môn, không giết liền giết lão. Vì sinh tồn tự bảo vệ mình mới vung đao lên. Tự mình thấy không có lỗi. Còn giết người đoạt bảo, cắn nuốt thân thể người ta, giết cả nhà người ta, các loại sai nhỏ, sai lầm lớn nhỏ cũng đều do thế cục bức bách. Nghĩ đến cũng là tình hữu nghị khả quan. Hoặc là do sinh tồn bức bách, hoặc là do đối phương chủ động muốn chết. Lão hảo tâm thành toàn đối phương, hoặc là nói là phải làm. Nói diệt cả nhà người ta, liền diệt cả nhà người ta. Không hề có một lần nào chủ động làm việc ác.
Đêm tới đêm lui, mấy trăm năm qua lão cũng không biết mình đã giết bao người. Nhiều nhất là 5.000, giỏi lắm cũng là 8.000, khẳng định không vượt qua 10.000. Không nhiều lắm nha. Nhưng bây giờ lôi kiếp treo trên đỉnh đầu của lão là như thế nào? Không duyên không cớ, phảng phất như chỉ cần vừa rơi xuống, liền đoạt mạng của lão vậy. Thực sự là oan uổng chết lão mà đầu rồi. Kết quả là 2 năm dạo gần đây Mạc Huyết lão ma luôn miệng nói về thuận theo ý trời. Quá khứ máu tanh ngập tay cũng bị lão miêu tả thành không thuận trời mới phải phản nghịch. Nói trắng ra là tự an ủi chính mình, củng cố tâm cảnh, tránh châu lôi kiếp còn chưa tới đã tự hù chết chính mình. Lão tiền, người đưa chúng ta tới võ chu cuối cùng cần làm chuyện gì? Một dòng nữ tử giống như giận, giống như cười hỏi. Đúng vậy, bốn vị huynh đệ chúng ta đến võ chu tất cả đều nghe theo người căn dặn, thành thành thật thật đợi nửa tháng, nếu như vẫn không đi tìm một chút huyết thực sợ là sắp chết đói. Tường viện, bốn cái đầu mặt xanh nanh vàng thò ra, xấu y như nhau. Lớn lên là có tâm. Các người ồn ào kêu cái gì? Lão tiền đã kêu gọi bao lần, có lần nào bạc đãi chúng ta chưa? Một đoàn dịch thể màu đen tràn ra từ trong hốc tường. Lão tiền, người nói thẳng ra là được, kể cả đánh lên thiên kiếm phòng, chúng ta liền giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chứng khí mù mịt bốc lên, mà Huyết lão ma cũng không khỏi cười theo. Trong đám người có một bóng lưng anh tuấn với khuôn mặt đại chúng trà trộn vào bên trong. Ôm lấy một nữ trang điểm xinh đẹp bên cạnh cũng nở nụ cười. Dung nhập hoàn mỹ, thế mà không ai phát hiện không ổn. Lục Bắc, yêu nữ. Việc này càng không khiến bất cứ người nào cảm thấy không ổn. Lần này gọi chư vị huynh đệ đến đây không phải vì Thiên Kiếm Tông mà vì Hoàng Cực Tông. Mà Huyết lão ma đảo qua một đám yêu quái, không nhanh không chậm. Không dối gạt chư vị, bổn tọa đạt thành một cuộc giao dịch cùng Tề Yến. Chỉ cần chúng ta gây ra một chút động tĩnh bên ngoài võ chu Tây Tam Châu, nợ cũ Tề Yến coi như từ đây xóa bỏ. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 117 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.